Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. À bên này lại nói đầu tiên cho mình bên nền xin chúc tất cả các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui nha. Ngày hôm nay mình sẽ lên 3 màu một phiên bản cho các bạn lựa chọn luôn nha. Mỗi mẫu màu thì nó có một cái vẻ đẹp riêng. Anh em nào mà thấy được cái mẫu màu nào quá mà ưng ý của mình mà mình thấy nó hợp với mình thì mình cứ chọn mẫu màu nấy nha. À, mỗi anh em thì nó có một cái sở thích khác nhau mỗi mẫu màu khác nhau cho nên mình luôn tôn trọng ý kiến của anh em mình thích mẫu nào mình cứ chọn mẫu nấy mình thích xe nào mình cứ mua xe nấy à, mình cứ theo cái ý của mình mình là người mua xe mình là người sở hữu nó thì mình phải chọn à, cái mẫu xe mà mình thích nghe anh em à, nó có tất cả là ba màu cho anh em lựa chọn nè à, mình sẽ quay từng màu để cho anh em tham khảo nghe đây à, màu đỏ đen đỏ đen à, màu đỏ là đỏ nhám đen là đen bóng anh em màu à, xám xanh nhám hai màu à, đều là màu nhám hết anh em và màu à, đen xanh đen xanh là màu bóng anh em màu đen bóng phối với màu xanh bóng đó. đây mình sẽ quay cái màu à, đen xanh cho anh em à, tham khảo trước nha đen xanh xanh đen diễn được anh em đây nè anh em một cái mẫu màu mà mình thấy khá là đẹp luôn anh em nhìn nó không có sáng mà không có tối quá ở màu nào này thì anh em chạy nó xe mình đó nếu mà anh em kỹ thì nó lồng xuống màu hơn cái màu sáng nha màu sáng anh em phải chạy kỹ còn phiên bản bánh mâm thì dàn chân anh em sử dụng bánh mâm thì khá là cứng cáp nó đầm anh em qua mâm thì anh em chạy thoải mái hơn bánh cầm bánh cầm anh em dơ anh em phải rửa hoặc dính đất anh em phải rửa không nó bị xét à, cầm nha đây mình sẽ quay phần trước mặt nạ trước cho anh em xem nè mặt nạ thì được phối là màu đen À, kèm theo cái logo Yamaha Seagull mẫu xe nào cũng có cái logo Yamaha trước đó anh em còn yếm thì à, được phối là cái yếm màu xanh nha à, phối cái tem á, tem dạ quang anh em chữ GC ở uh, phiên bản bánh mâm đều là GC hết nhưng mà GC tem anh em GC tem với GC, chữ GC nổi nó khác nhau anh em đây này. anh em thấy không một cái mẫu tem khá là đơn giản nhưng mà hầu như nó mang lại dây đẹp mới hoàn toàn cho mẫu xe siêu anh em mẫu tem của 2024 luôn anh em thường là mẫu xe wood chỉ thay đổi về màu sơn, chỉ tem thôi, còn hầu như những tính năng vẫn giữ nguyên nha anh em. Một cái mẫu xe uh, quyền thoại. Anh em thấy không? ở phiên bản bánh mâm thì mình nhìn thấy nó cứng ở dàn chân, cũng như uh, cái vẻ đẹp về cái màu sơn của phiên bản bánh mâm nó khác nha anh em. Còn anh em nào mà thích cái sự sáng nhẹ thì anh em có thể phiên chọn phiên bản bánh cam đĩa cũng được. À, hoặc à, nhà mình có à, những chị em phụ nữ có yếu á, người ta sợ thắng đĩa, mình có thể chọn phiên à, bản bánh căm phanh cơ. À, nói chung có ba sự lựa chọn cho anh em. anh em nào mà thích phiên à, bản nào mà mình thấy phù hợp sử dụng với uh, gia đình mình hoặc sử dụng uh, riêng mình thì anh em cứ chọn thôi nha miễn sao mà anh em vui là mình vui, là anh em thích là mình thích, mình lúc nào cũng tôn trọng ý kiến của anh em hết hết. kế tiếp là màu uh, xám xanh nhám ở cái màu này điều phối là hai màu nhám hết anh em màu nhám này ở có mẫu xe Exeter 155 chỉ có mẫu xe tơ 155 mới có là màu xám xanh nhám này và mẫu xe siêu thôi anh em mặt nạ trước thì được phối là màu xanh nhám màu xanh này nhám thì ở trên cái mẫu xe 155 màu xanh gb thì anh em khá là yêu thích luôn anh em màu xanh nhám màu xám nhám này anh em màu này á nó đẹp nhưng mà anh em chạy phải kỹ tí nghe tại vì cái màu nhám á là mà được phối màu xám nữa thì nó vừa sáng nữa tại vì nó sáng mà nó nhám khi mà anh em cái tay anh em dính bản anh em bôi lên á thì nó ố nó dơ nhưng mà anh em cứ chạy anh em rửa một thời gian xuống nó bớt là cái đồ nhám là nó hết anh em anh em cứ yên tâm mà chạy quan trọng là mình chăm sóc nó thôi mình thích màu là được anh em quan trọng anh em thích là được cái mẫu tem anh em thấy không mẫu tem thì được phối khá là đẹp là của năm 2024 luôn À, mỗi cái mẫu màu thì nó có một cái đường tem riêng như là màu xanh xanh nhám thì được phối cái đường tem nó màu xanh dạ quang này anh em, anh em thấy không? À, mặt nạ nè, à, yếm nè và ứng trong nè có một cái đường thẳng kẽ này anh em, cực kỳ là tinh tế luôn, đường trao chót từng mm, nó song song với nhau luôn anh em. chữ uh, Seawood uh, GC GC là tem nha anh em, còn uh, GC uh, chữ nổi á, là ở mẫu xe trước á, anh em là có một cái chữ nổi mà gom dán vào phần ấp sườn với cái yếm ở trước đây nè. À, còn mẫu tem là của Sinwood gcxg mới hoàn toàn 2024. Nói về mẫu xe thi thường á thì nó vừa hợp túi tiền nè. À, anh em có thể à, sử dụng với nhiều cái mục đích luôn, à, đi làm, đi chơi, chở hàng đều cũng được anh em. Nó thon gọn, dễ dàng di chuyển nữa anh em. Còn à, về động cơ hoặc à, về xe quan trọng cách mình chăm sóc chứ còn động cơ quan trọng mình thay nhớ thôi anh em với cái cách sử dụng mà mình chạy thôi kế tiếp là em màu đỏ anh em màu đỏ nhám phối với màu đen bóng mặt nạ là màu đen bóng còn à, yếm ở ốp đầu mọi gì trước là phối màu đỏ nhám nghe anh em màu bóng này anh em mà thấy không khá là đẹp được nó nó tạo một cái sự lạc mới anh em cũng như nó hội thường đó là anh em quen với màu bóng rồi hiện nay thì được phối ở giữa màu bóng và màu nhám giữa màu này và màu kia để có nhiều cái sự lựa chọn cho anh em. Đôi khi uh, hiện nay thì nhiều anh em hay thích những cái màu độc á, anh em thì uh, người ta phối nhiều màu anh em, cho nên anh em uh, thoải mái lựa chọn. Tem thì uh, phối đơn giản nên em càng đơn giản càng đẹp, uh, đẹp. Uh, nhưng mà nó nhiều quá đôi khi nó cũng bị nhà anh em, cho nên nó mẫu tem đơn giản nhưng mà nó mang lại dây đẹp nha. Anh em thấy không? Ở màu đỏ thì phối cái tem đó, nó có một cái đường chỉ dạ quang này anh em. Màu bạc này anh em thấy không? Khi mà anh em chạy bóng tối thì nó sẽ dạ quang, nó có một cái lợi thế của nó luôn anh em. Đôi khi à, đi đêm đó, người ta cũng dễ dàng à, thấy xe mình nữa anh em. Khá là đẹp anh em thấy không? Một cái đường thẳng xung băng từ phần ốc sườn cho đến phần ở trước từng mm luôn anh em khi mà anh em thay thế mình dán lại thì nó nó chuẩn khoảng là 90 phần trăm thôi chứ nó không trăm phần trăm như nhà máy người ta lắp sẵn nha em. ở mỗi xe xe là động cơ 110 cc 4 thì hai van sử dụng động cơ DOHC hc làm mát không khí và sử dụng bộ chế hòa khí nha anh em hay còn gọi là bình xăng con anh em phần bô thì cũng được cải tiến anh em bô bây giờ hiện nay thì cái xử lý khí thải đó, cho nên có bô xe cũng khá là đắt anh em và nó uh, cái tiếng thì nhiều anh em thì khó chịu quá nhưng mà uh, nó 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 xử lý khí thải cực kỳ là tốt luôn anh em đèn hậu thì vẫn sử dụng bóng halogen hết xi nhan bóng đèn hậu này anh em cụm đèn thì quyền thoại mà đâu có <laughs> thay đổi gì đâu cản cũng giữ nguyên là cản inox nha cản inox cực kỳ là cứng luôn anh em mà chở hàng hoặc là anh em niền đồ thì bao anh em luôn khá là cứng luôn và nó không có bị chóc sơn như những cái cản nhôm nghe đó nó có một cái lợi thế của nó là vậy đó anh em cho anh em để đồ thoải mái không bao giờ mà chấp và niền đồ thoải mái cực kỳ là cứng luôn cái cản si wood hầu như là không có thay luôn anh em chỉ có xe mà anh em ngã đồ nó bị chày hoặc bể đi công đồ á thì mới thay thôi chứ bình thường hầu như cả quốc thì nó là gọi là à, bền theo thời gian luôn anh em. Xe xe hư chưa cả nó không hư anh em. Đây, màu xanh khá là đẹp nè, màu xám xanh nè, xám xanh nhám nha, đều là màu nhám hết anh em. Màu à, đỏ đen, à, đỏ nhám, đen bóng. Anh em nào nếu mà anh em nào yêu thích ở cái mẫu xe nào thì nhớ để lại bình luận cho mình nha và nhớ cho mình xin một like và một đăng ký nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào.